Hello, xin chào 500 anh chị em của thế giới anime. Như các bạn biết đấy, tại mỗi vùng đất sẽ luôn có những Pokemon đứng ra để bảo vệ cả vùng đất đó. Ví dụ như ở Johto, chúng ta có bộ đôi tỏa tháp. Ở Unova, chúng ta có hai Pokemon huyền thoại là Reshiram và Zekrom. Hay ở Kalot, Zygarde chính là Pokemon bảo kê vùng đất này. Chính vì có công lao to lớn như thế nên người dân thường cực kỳ tôn sùng các Pokemon này và xây dựng các tàn tích để tôn thờ chúng. Tại quần đảo Alola cũng có những vị thần bảo hộ, chúng bao gồm 4 Pokemon là Tapu Kogeko, Tapu Tetefu, Tapu Rehire và Tapu Bululu. Chúng được gọi chung là tứ thần hộ vệ. Mỗi vị thần sẽ bảo vệ một hòn đảo nhất định trong 4 đảo chính. 4 Pokemon này có mối liên hệ mật thiết với nhau và có ảnh hưởng rất lớn tới niềm tin cũng như tín ngưỡng của người dân Alola. Vậy, bạn biết gì về các vị thần này? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với thế giới anime. Tôi là AD đẹp trai Kirito. Hôm nay chúng ta sẽ đến với video truyền thuyết về tứ thần hộ vệ, những Pokemon bảo vệ của Alola nhé. Nguồn gốc tứ thần hộ vệ hay bộ tứ Tapu là một tập hợp gồm 4 Pokemon huyền thoại, đó là Tapu Kogeko, Tapu Tetefu, Tapu Rehire và Tapu Bululu. Khi quần đảo Alola được hình thành và tràn ngập ánh sáng của thần linh, không biết từ đâu xuất hiện 4 Pokemon bí ẩn. Đây là những Pokemon đầu tiên tại Alola. Chúng chính là tứ thần hộ vệ. Vì quần đảo Alola được cấu thành từ 4 đảo lớn nên chúng đã phân chia nhau, mỗi con cai quản một đảo. Trong đó, Tapu Kogeko có trách nhiệm trông coi đảo Melemele, Tapu Tetefu coi đảo Akala, Tapu Bululu coi đảo Ula Ula và Tapu Rehire coi đảo Pony. Không biết chính xác ai đã tạo ra những Pokemon này, ta chỉ biết rằng chúng đã xuất hiện ở Alola ngay từ những ngày đầu tiên và có trách nhiệm bảo vệ đảo của chúng. Bất kỳ tác nhân nào gây hại cho Alola, chúng sẽ không ngần ngại mà tấn công lại. Trong quá khứ, khi các quái thú Ultra Beast xâm nhập vào Alola thông qua các lỗ hổng Unutora, tứ thần hộ vệ đã đứng ra chiến đấu để bảo vệ Alola, vì mục đích của lũ quái thú kia là hủy diệt mọi thứ. Hủy diệt ở đâu thì hủy, chứ đến Alola là phải đánh thôi. Kết quả, tứ thần hộ vệ đã chiến thắng. Từ đó, chúng được người dân vô cùng tôn kính. Họ xây dựng các tàn tích tại 4 hòn đảo để tôn thờ các vị thần này. Mỗi khi một Tapu xuất hiện, người dân vui mừng đến nỗi họ sẽ ngay lập tức tổ chức lễ hội. Khi hai Pokemon huyền thoại là Solgaleo và Lunala đến Alola, vì hiểu nhầm hai Pokemon này là các quái thú Ultra Beast, bộ tứ Tapu đã vây đánh hội đồng ngay tại án thân mặt trời. Tuy nhiên, chúng không phải ngôi nhà nên không có cửa. Hai Pokemon kia đã dễ dàng đánh bại cả 4. Hiểu được mục đích của bộ đội kia không xấu, chúng đã dừng tay và không đánh nhau nữa. Sau đó, Solgaleo và Lunala đã kết hợp với nhau để tạo ra một bé Hoshigumo và giao nó cho tứ thần bảo vệ. Còn Hoshigumo này sẽ có vai trò cực kỳ quan trọng trong khoảng thời gian về sau. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về từng vị thần bảo hộ nhé, để xem chúng có điểm gì giống và khác nhau. Tapu Kogeko. Tapu Kogeko là Pokemon huyền thoại mang song hệ điện và tiên được giới thiệu trong thế hệ 7. Nó không được tiến hóa từ bất kỳ Pokemon nào. Tapu Kogeko là vị thần bảo hộ trên đảo Melemele. Người ta đã xây dựng tàn tích xung đột để tôn thờ Pokemon này, và đảo vương Hala chính là người được Tapu Kogeko chọn để trông coi tàn tích. Là một kẻ bảo vệ đảo, Tapu Kogeko có ý thức lãnh thổ và bảo vệ rất lớn. Nó sẽ tấn công bất kỳ Pokemon nào có ý định phá hoại đảo của nó. Nó sẽ không quan tâm cũng như không có ý định giúp đỡ bất kỳ ai khi người đó cần đến sự giúp đỡ. Tuy nhiên, nó lại tỏ ra tò mò và có thể đi chơi hoặc chiến đấu với người hoặc Pokemon mà nó quan tâm đến. Nếu có bất kỳ ai xúc phạm đến nó cũng trở mặt và tấn công kẻ đó ngay. Là kẻ có tốc độ cao nhất trong bộ tứ Tapu. Mỗi khi Tapu Kogeko bước vào trận đấu, nó sẽ luôn tạo ra môi trường sân điện. Từ đó, uy lực của các chiêu thức hệ điện được gia tăng một cách khủng khiếp. Trong anime, Tapu Kogeko xuất hiện ngay từ những tập phim đầu tiên. Nó đã để ý đến Satoshi và trao cho cậu vòng Z. Mỗi khi gặp Satoshi, nó luôn luyện tập với cậu để cậu tiến bộ hơn. Chính nó là người trao cho cậu bé Hoshigumo và dạy cậu cách thi triển Z Mu tối thượng lưu tinh trưởng. Trong trận đấu biểu diễn với giáo sư Kukui, Tapu Kogeko đã xuất hiện và muốn chiến đấu với giáo sư để chống lại Satoshi. Đây là một nước đi sai lầm của nó, mặc dù rất mạnh, mạnh hơn rất nhiều so với Pikachu. Thậm chí là nó cùng với giáo sư đã thi triển ra tuyệt kỹ Z tối thượng thần bảo hộ Alola, nhưng nó vẫn bị Pikachu đánh bại. Nhỏ thế không biết ai bảo nhiêu chuyện làm gì. Trong cả 4 vị thần bảo hộ, có lẽ Tapu Kogeko chính là Pokemon được yêu thích nhất, không chỉ vì ngoại hình đẹp mà còn vì nó chính là Pokemon có nhiều đất diễn nhất tại Alola. Tiếp theo chúng ta có Tapu Tetefu. Tapu Tetefu là Pokemon huyền thoại mang song hệ siêu linh và tiên được giới thiệu trong thế hệ 7. Nó không được tiến hóa từ bất kỳ Pokemon nào. Tapu Tetefu là vị thần bảo hộ trên đảo Akala. Người ta cũng xây dựng tàn tích của sự sống để tôn thờ nó. Hiện tại, Chilai-chi đang là người được Tapu Tetefu chọn để làm đảo hậu. Tapu Tetefu được biết đến là có khả năng chữa lành mọi vết thương bằng cách bay khắp nơi và rải các vảy sáng xung quanh. Bất kỳ Pokemon nào đang bị thương khi tiếp xúc với những vảy sáng này sẽ được chữa trị vết thương ngay lập tức. Một truyền thuyết cũ nói rằng Tapu Tetefu đã kết thúc một cuộc chiến tranh giữa các hòn đảo bằng cách chữa lành vết thương cho các chiến sĩ. Nhưng tin đồn chỉ ra một sự thật đáng lo ngại hơn đằng sau câu chuyện này. Tapu Tetefu có tính cách cực kỳ trẻ con, thích vui đùa. Nó luôn muốn người khác tôn sùng nó. Khi thấy hứng thú với một Pokemon nào đó, nó sẽ ra đấu với Pokemon đó. Và với sức mạnh của một Pokemon huyền thoại, chẳng ai đánh lại nó. Khi Pokemon kia bị thương tích đầy mình, nó lại chữa trị và bắt Pokemon đó vào những trận chiến phê pha không có ngày nghỉ. Chính sự tàn nhẫn này mà nó có thể khiến các Pokemon khác gặp nguy hiểm. Sức mạnh của Tapu Tetefu đến từ năng lượng được lưu trữ trong chiếc vỏ. Mỗi khi nó bước vào một trận chiến, nó sẽ luôn tạo ra môi trường sân siêu linh, từ đó gia tăng sức mạnh của các chiêu thức hệ siêu linh. Trong anime, khi Satoshi sang đảo Akala để tham gia thử thách, Iwanko đã không may bị Tapu Tetefu chọn. Kết quả là Iwanko bị nó đánh cho bầm dập. Cứ mỗi lần bầm dập là mỗi lần được chữa trị, nhìn đến là tội nghiệp. Hai con sói Lugarugan dạng Midday và Midnight can thiệp vào, cũng bị nó quất luôn. Sau đó, Tapu Tetefu cũng chịu buông tha cho Iwanko. Cũng tại sự kiện này, Iwanko đã tiến hóa thành Lugarugan hình thái tràng vàng. Đúng là trong cái rủi có cái may. Tapu Bululu. Tapu Bululu là Pokemon huyền thoại mang song hệ cỏ và tiên được giới thiệu trong thế hệ 7. Nó không được tiến hóa từ bất kỳ Pokemon nào. Tapu Bululu là vị thần bảo hộ trên đảo Ula Ula. Nó đã chọn Kuchinasi làm chúa đảo và là người trông coi tàn tích dồi dào. Được cho là vị thần khỏe nhất trong tứ thần hộ vệ. Tapu Bululu sở hữu sức mạnh cực kỳ khủng khiếp. Nó có thể điều khiển thực vật xung quanh phát triển và thay đổi hình dạng theo ý muốn. Cơ bắp của nó rất phát triển. Một cú đấm của nó có thể phá nát cả tảng đá lớn. Vì là một Pokemon yêu hòa bình và không thích bạo lực, nên nó thường dùng chiếc chuông ở đuôi để cảnh báo những ai dám lại gần nó. Mỗi khi Tapu Bululu lên cơn thịnh nộ thì dường như không ai có thể ngăn cản nó. Thậm chí trong một lần lên cơn, nó đã phá nát cả một ngôi làng. Tuy nhiên, vị thần này lại rất lười. Lười một cách không thể nào lười hơn. Hầu hết thời gian trong ngày sẽ được nó sử dụng để ngủ. Khi nào đói, nó sẽ sử dụng sức mạnh của mình để tạo ra các quả berry và ăn tại chỗ luôn. Ăn xong là lại ngủ tiếp. Một Pokemon vô cùng lười biếng. Mỗi khi đánh nhau, Tapu Bululu sẽ tạo ra môi trường sân cỏ, khiến thực vật xung quanh phát triển cực kỳ tươi tốt. Các chiêu thức hệ cỏ cũng được gia tăng sát thương khi được sử dụng. Như đã thấy trong anime, khi Satoshi bị Kuchinasi đập, cậu đã được Acerola đưa đến tàn tích dồi dào. Tại đây, cậu muốn Tapu Bululu tập luyện cho mình. Đáp lại sự phấn khích của Satoshi, nó chỉ nằm đó và ngáp dài. Khi ngủ chán, nó mới chịu huấn luyện cho cậu. Nhờ đợt tập huấn của Tapu Bululu, Lugarugan đã không còn sợ bẩn nữa và khống chế được hoàn toàn sức mạnh. Và thành viên cuối cùng của tứ thân hộ vệ đó là Tapu Rehire. Tapu Rehire là Pokemon huyền thoại mang song hệ nước và tiên được giới thiệu trong thế hệ 7. Nó là vị thần bảo hộ trên đảo Pony. Trong một khoảng thời gian rất dài, đảo Pony không hề có chủ đảo. Phải mãi sau này, Hapu đã được Tapu Rehire chọn để trở thành đảo hậu và là người trông coi tàn tích của hy vọng. Tapu Rehire thường không quan tâm nhiều đến con người, nhưng nó vẫn sẵn sàng giúp đỡ những người chứng minh mình xứng đáng. Nó có thể tạo ra một làn sương mù dày đặc. Nó sử dụng sương mù này để bảo vệ bản thân và như một phép thử cho những người tìm kiếm sự trợ giúp của nó. Màn sương này sẽ tạo ra nhiều ảo giác. Những ai không vượt qua thử thách có thể sẽ bị mắc kẹt mãi mãi. Nó cũng có tác dụng giúp cho họ gặp lại những người thần đã khuất trong quá khứ. Như đã thấy trong anime, nhờ màn sương này, Mao đã gặp lại mẹ của mình, một người mà cô vô cùng yêu quý. Nhưng không may là đã đai, mà tôi cũng không biết nguyên nhân chết là gì. Miyahito cũng gặp lại con Murando già, kẻ đã cưu mang nó trong một thời gian dài. Anh em nhà Lillie đã không gặp được bố mình, nên họ đã có một thông tin cực kỳ quý giá. Đó là papa của họ vẫn chưa chết. Ông ta vẫn đang ở đâu đó trên thế giới này. Hiện tại, anh em nhà Lillie cùng Luzamine đang trên đường tìm kiếm bố của mình. Còn về phía Hapu, cô đã vượt qua thử thách của Tapu Rehire và chứng minh mình xứng đáng. Ngoài ra, Tapu Rehire cũng có khả năng thanh tẩy nước bẩn. Bất kỳ ao hồ sông suối nào có sự xuất hiện của Tapu Rehire, nước ở đó cũng trong sạch một cách kỳ lạ. Đáng ra đây là công việc của Sủi Cảo, nhưng Sủi Cảo không chạy được sang Alola nên Tapu Rehire sẽ là người làm công việc đó. Một vài thông tin chung, có thể các bạn đã biết tứ thần hộ vệ có mối quan hệ cực kỳ thân thiết với nhau, chúng cùng mang hệ tiên và có chung một chiêu thức độc quyền, đó là cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Khi sử dụng, một Tapu sẽ đập mạnh xuống đất để tạo ra một làn sóng xung kích màu hồng phát ra từ mặt đất. Những tia hào quang màu xanh lam xuất hiện trên mặt đất đẩy mục tiêu về phía sau. Khi mục tiêu rơi xuống đất, nó sẽ bị trúng nhiều tia sáng màu hồng, xanh lam và vàng. Cơn thịnh nộ của thiên nhiên sẽ luôn gây sát thương bằng 50% HP hiện tại của mục tiêu. Chiêu thức này sẽ tỏ ra cực mạnh khi đối đầu với những đối thủ máu trâu. Tuy nhiên, nhược điểm của chiêu thức là không thể dứt điểm mục tiêu. Chiêu thức có thể được nâng cấp thành từ kỹ Z thân bảo hộ Alola khi có Tapu Z. Truyền thuyết kể lại rằng chỉ có vị anh hùng chân chính mới xứng đáng cùng với thân bảo hộ thực hiện Z move này để bảo vệ Alola. Trong trận đấu giữa giáo sư Kukui và Satoshi, Tapu Kogeko đã trao Tapu Z cho giáo sư để thực hiện tuyệt kỹ Z này. Khi sử dụng, Tapu Kogeko và giáo sư Kukui cùng nhau thực hiện các động tác giống nhau để tập trung năng lượng Z. Cơ thể của Tapu Kogeko được bao phủ trong một ánh sáng màu vàng. Nó bắt đầu triệu hồi một người khổng lồ không đầu màu vàng từ dưới lòng đất, trông cực kỳ đáng sợ. Khi người khổng lồ này xuất hiện, hầu như tất cả mọi người đều kinh ngạc và vô cùng sợ hãi. Sau khi triệu hồi xong người khổng lồ, Tapu Kogeko hợp nhất với người khổng lồ. Thực thể khổng lồ này bắt đầu tung ra một cú đấm cực mạnh về phía đối thủ. Thần bảo hộ Alola là một Z-move rất mạnh, nó gây sát thương bằng với 75% lượng máu còn lại của mục tiêu. Cũng chính vì thế mà tuyệt kỹ Z này không được dùng để dứt điểm trận đấu. Mặc dù rất mạnh, nhưng cả giáo sư Kukui và Tapu Kogeko đã phải nhận thất bại cay đắng khi đối đầu với Satoshi và Gotshu. Đừng tưởng là thần mà anh mày không dám đánh, Chu Xây. Tứ thần hộ vệ là những kẻ bảo vệ của Alola, chúng được người dân Alola vô cùng tôn sùng. Trong thế giới Pokemon, rất ít bộ tứ Pokemon và bộ tứ Tapu chính là một trong những bộ tứ đó. Vậy là video hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Bạn có cảm nghĩ gì khi xem xong video này? Hãy comment bên dưới để AD đặt like và mọi người cùng biết nhé. Đừng quên like, share và subscribe để đón xem những video bổ ích về Pokemon trong thời gian sắp tới nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye.